Okay. Giờ chúng ta sẽ đến với chưa từng quỷ của CAM tiếng Việt Nam gọi là CAM. Come on, let's go. Chưa từng quỷ. Chùa bắt đầu tìm đưa con gái đến chồng thật đàn bà. Mười sáu năm cũng chẳng thấm hộ, em chẳng có gì cả đơn và nàng hoa. Chẳng bao giờ đặt chân ra ngoài xã hội. Điều gì mà ta thấy là sau lớp kính hình bóng của ta thôi tin lại và rồi. Đã có giây và chỉ đợi mãi bắt đầu rồi. Đã có giây và chỉ đợi mãi bắt đầu rồi. Đi nhấp nhảy không? Sao chấp nhận được sao cũng mười sáu năm trong cuộc tình sau của người gặp. Cô tù hạ người thân nhưng cô ngắm lên trước giường con nằm. Mày đưa hạ và ra là một sự giam lòng. Con trẻ nhỏ đã cam lòng. Đôi khi cùng một đêm người không cho cô cha. Một tiếng cô đã phá đến cả sự sinh người trong một bác hồ. The true storyteller.
nãy, bạn lúc nãy cũng là người kể chuyện, nhưng mà bạn lúc nãy hay xem bạn này học hỏi nha, tại vì bạn này đã bỏ được rất nhiều cảm xúc vào trong bài nhạc của mình. Nhưng có một điều anh cũng rất là tiếc là nó không được hoàn hảo như anh mong đợi. Tức là anh đã hỏi lại ban tổ chức là từ khi bài này được lọt vào vòng 2 đến giờ đã là bao nhiêu ngày rồi, và được câu trả lời là khoảng nửa tháng. Và trong khoảng nửa tháng đó còn em làm gì để mà thuộc lyric, đó là điều anh muốn biết. Trong vòng nửa tháng mình phải thuộc lyric chứ, đúng không nào? Và nếu mình thuộc lyric thì bài nhạc diễn này nó sẽ perfect hơn rất nhiều, đúng không? Nhưng mà anh cũng rất hài lòng về phần nhạc diễn của em, tại vì em là true storyteller, em có cảm xúc cho bài hát, em có flow, em có giọng. Nhưng nhược điểm duy nhất của em ở đây mà anh muốn chê và muốn góp ý với em, đó là chưa rõ chữ. Những chữ nào nó đang ở cái phần lướt ở đằng trước á, thì em nên có phần nghỉ ngơi cho nó chút xíu, tại vì không phải lúc nào flow cũng đều. Mình không nên lúc nào cũng bỏ càng nhiều chữ vào một bài rap càng tốt, thì không nên. Mình có ngắt nghỉ chút xíu. Cảm ơn anh. Đúng không? Còn gì ngoài vui? Đau họng. Ok. Và với cuộc thi như thế này, bạn có mong muốn gì gửi đến tất cả các bạn cùng tham gia, cũng như là những bạn đã nỗ lực trong ban tổ chức để làm việc thi được? Cái đem hết những gì mình có, thắng thua bỏ.